Rồi hỏi tiếp đi. Khi mất thân hoa tiêu, Phật dẫn mình vô về một nơi chờ đợi không có sức hút âm của trái đất, để mình chờ đợi đến khi trái đất quay về trung tâm vận hành luân hồi. Phật sẽ dẫn mình đi tiếp để rơi vào trung tâm vận hành luân hồi. Vậy lúc đó hoa tiêu có phát ra tiếng nói với mình hay không? Bây giờ nếu mà đi ra ngoài sức hút của trái đất rồi, Phật nhãn 50% mở, thì biết cái ông đó ông nào dẫn mình về, mình là cái gì ngày xưa thì biết. Bây giờ tôi có nói thêm này nè, phải hiểu cái chỗ này nè. Tại làm sao mà mang cái trung ấm thân ở trong trái đất đẹp vẽ, là vì cái trung ấm thân nó là cấu tạo bằng điện từ âm dương, nó quay thì phải đói bụng. Bao tử mình nó sai có đói bụng, bao tử mình không sai nó không đói. Vì thế mà cái trung ấm thân mà nó đi ra ngoài sức hút của vật lý âm dương, nó bám theo thôi, nó chỉ bám theo nó không đi ra được. Vì vậy một vị Phật mới làm quả tiêu mới chỉ điểm cho mình biết còn mấy tiếng nữa, mấy ngày nữa thì mới cái trái đất này nó quay đến trung tâm điện hành thì mới ra. Ông dẫn chết đồng, ông phải dẫn mình ra. Còn không, ông Phật không dẫn, mà không hiểu gì. Ông Phật ngày xưa cũng đã bị rồi, ông đi ra rồi ông mới nhìn hiểu, ông mới hiểu đường đi. Giống như mình đã kỳ trước đi du lịch có người dẫn rồi, giờ mình đi rồi, đi lần thứ hai lần kia. Vì thế mà phải nói là khi mà trung ấm thân ở ngoài sức hút vật lý không đói, vì thế phải đợi được tới 360 mấy ngày mới ra được. Chứ nếu ở trong này phải đói bụng mà phải đói bụng phải đi kiếm ăn, phải hiểu cái nguyên tắc này. Tại làm sao hoa tiêu phải dẫn đi ra ngoài sức hút, nó nằm ở giữa cái điện từ của cái bầu hoàng đạo 1 và bầu hoàng đạo 2, nó nằm ở chỗ đó rồi không có sức hút. Còn nếu mà có dương mà nó đẩy luôn, đẩy lên cái bầu hoàng đạo khác, mình phải hiểu chỗ này. Thì đi ra đó rồi thì cái tùy theo cũng Phật ông gì chết ra đó mình. Bởi khi đó mình vẫn mang cái trung ấm thân, cái thân bằng điện từ âm dương, cũng không hiểu nổi đâu, bởi vì nó còn qua một lớp điện từ. Hồi xưa mang cái tứ đại cho nó lên điện từ, nó cũng vậy thôi, phải đợi Phật dẫn đi. Nó đón ra mình giống gì, lúc đó mình chỉ biết đi thôi, chứ còn mở con mắt mình chưa mở được. Thành ra mình giống như cái người mù, mà ngù mà ra đó thì chỉ bằng mắt, hí thôi, thấy hơi hơi thôi. Thì muốn ra phải có người sáng mắt, chính ông Phật là người sáng mắt dẫn mình đi. Nó mới hiểu cái nguyên tắc đó. Bây giờ cái này nếu mà không giải thích ra thì hoàn toàn không ai hiểu. Nói thật á, mà tại sao tôi dám nói là chữ thiền tông, chùa thiền tông mới Tân Diệu mới dám nói thôi. Trên thế giới chưa ai đâu có chuyện thiền tông thứ hai. Một tiếng đi, nếu có người nào đi nước này kia thử có tiếng chữ thiền tông thứ hai, duy nhất kiện chùa Tân Diệu mới dám để câu thiền tông. Bây giờ nó nhiều người rất giỏi mà không dám ra để ý chữ thiền tông, mà có nói thôi nhưng mà không dám để, có nghe nói rồi qua mất, nói qua mất, để người ta tới là hỏi mà không hiểu là sao đây. Đó, hiểu nguyên tắc đó. Giờ con hỏi tiếp đi.